Xin chào các bạn. Trước mặt tôi bây giờ là mấy cái thiết bị. Thứ nhất là chiếc Osmo Action 4. Cái thứ hai là một chiếc Flycam Mini 4 Pro. Cái thứ ba là chiếc Pocket 3. Thứ tư là một bộ DJI Mic 2. Cũng phải nói ngay là tôi không phải là một reviewer thiết bị công nghệ nói chung, và đặc biệt là những cái thiết bị để quay phim hay cụ thể là để làm YouTube nói riêng. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với các bạn một vấn đề là vì sao tôi lại chuyển qua hệ sinh thái của DJI. Đây là chiếc DJI Osmo Action 4. Có thể nói là một cái camera hành động khá chất lượng của nhà DJI. Và tôi thì đã dùng ngay từ cái thời là Action 1 và Action 3, Action 4. Tôi không dùng Action 2 tại vì nó có hai module cũng là khá phức tạp và tôi cũng không thích. Thế thì phải nói ngay là về chất lượng hình ảnh ấy thì có thể là không bằng GoPro 12, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng 1:9:10 các bạn ạ. Đối với Action 4 thì tôi thích nhất đó là giao tiếp với micro. Đây là cái cổng Type-C và chúng ta chỉ cần dùng một cái micro có cổng Type-C cắm trực tiếp vào đây là làm việc rồi. Rất nhanh và gọn hơn hẳn GoPro. GoPro thì các bạn biết rồi, phải mua một cái media mode to đùng gắn vào đây, nặng. Nếu mà cài lên mũ thì cũng rất nặng. Đấy, thế cái này thì nếu mà chúng ta dùng cái micro dây cài áo này này thì chúng ta cài cái dây này trong mũ và sau đó là gắn vào cái này, đeo ở cằm hoặc đeo ở ngực là làm việc, không phải qua media mode giống như là GoPro. Đó, tuyệt vời ở chỗ đó. Thì tôi thích nhất là cái tính năng này. Tôi quyết định là Action 4, tiếp tục Action 4, mặc dù GoPro 12 ra thì xôn xao nhưng mà tôi vẫn trung thành với Action 4 bởi vì cái tiện dụng của nó quá tiện luôn. Còn chất lượng thì như nói các bạn rồi, 1:9:10 thôi. Ông nào mà chỉnh màu khéo các thứ thì chưa chắc cái nào ăn cái nào. Và đặc biệt là cái hệ giao tiếp của nó với các loại ngàm ấy thì rất là nhanh. Đây, cái ngàm của nó bóp hai bên này là có thể là lấy ra. Thế còn ấn vào thì chỉ cần ấn thôi. Chỉ cần ấn vào kịch cái là vào. Đấy, nghe cách cái là vào rồi. Thế là gắn tiếp các cái ngàm khác vào đây. Rất nhanh. Đấy, tuyệt vời ở chỗ đó. Thế còn máy móc rồi chất lượng rồi cách dùng thì các bạn xem ở trên YouTube thì rất nhiều video rồi. Đặc biệt là Action 4 còn có một cái hộp này là ba cục pin các bạn ạ, một cục ở trong máy rồi, còn hai cục nữa, và nó có nhiệm vụ là để sạc ba cục pin này, đồng thời là khi mà thay pin ra ấy, dọc đường đi quay ấy, thì dùng hết ba cục này đã rất lâu rồi, mấy tiếng đồng hồ, và nếu mà bỏ vào đây thì cái hộp này nó cũng sạc tiếp cho cái pin ở trong này. Đấy, phải nói là một cái cũng rất là tuyệt vời. GoPro làm gì có, không biết có không nhỉ, tôi không biết, nhưng mà đây cũng là một cái tiện ích của cái Action 4. Tiếp theo là cái DJI Osmo Pocket 3. Thế thì đây là một cái thiết bị đang gây sốt trong cái thời gian vừa rồi. Nhiều người bây giờ vẫn đang tìm không có. Thế thì nguyên nhân vì sao nó lại gây sốt? Thưa với các bạn là đây là một cái thiết bị nó đã có từ đời 1 rồi, nhưng mà đời 2 này thì cải tiến rất nhiều. Thứ nhất là màn hình là xoay là khởi động luôn. Đấy, xoay là khởi động luôn, là bấm quay luôn. Tôi thích nhất là cái chức năng Active Check của nó, rất hay. Lúc đó thì thoải mái quay, đưa đi đâu thì nó cũng bắt theo mặt mình. Nhờ đó là chúng ta tích cực quay hơn, phải nói là như thế. Và tích cực nói nhiều hơn, đấy, nó rất là hay. Thế thì cái này nó còn kết nối với một số các thiết bị khác. Cái thời gian quay có thể rất là nhiều, pin ở trong này rồi. Thêm một cục pin này nữa, nối vào đây thì sẽ là hai cục pin, quay thoải mái. Ngoài ra thì có một cái tripod nhỏ ta gắn tiếp vào đây, để cần thì ta để cho nó đứng, rất tiện dụng. Quay thoải mái, cầm tay thoải mái. Còn đây là cái đế nhỏ, khi không dùng cục pin này ta gắn vào đây thì có thể sạc hoặc là để cho nó gắn ngắn gọn lại. Và tháo ra rất dễ các bạn ạ, chỉ bấm đây cái là rút ra thôi. Cất giữ thì cũng rất tiện, ta để vào đây, ấn vào cái là thế, là cứ cầm tay thôi. Cái dây đeo này thì ta đeo vào tay cho nó đỡ khỏi rơi rớt. Đấy, cần quay là lấy ra rất nhanh. Đấy, lấy ra, thao tác luôn. Xoay màn hình cái là máy khởi động luôn. Hay cái là như thế, khởi động luôn và quay luôn. Rất tiện các bạn ạ. Rồi, xoay, tắt. Ok, rồi, cắt đây thôi. Quá đơn giản và an toàn. Khi không quay thì chúng ta có thể lại cho vào hộp
lưu trữ của nó rất là êm ái. Đấy, để vào đây thôi, quá đẹp luôn. Đế tripod này, pin dự phòng này, còn đây là một cái đế phụ này. Rồi xong, thế thôi. Đây là Pocket 3, còn đây là DJI Mic 2. Quá đẹp luôn, một cặp bài trùng luôn. Ok, còn đây là cái DJI Mic 2. Có thể nói là cũng là một thiết bị tuyệt vời. Tôi đã có cái Mic 1 rồi, nhưng mà vẫn quyết định là đổi sang cái này. Bởi vì một số cái lý do. Thứ nhất, nó đẹp hơn, nhỏ gọn hơn. Và cái thứ hai là nó kết nối không dây với Action 4. Chỉ cần là lấy một cục này ra, bấm nút mở máy là nó kết nối với Action 4. Rất tiện, không cần dây dợ gì nữa. Thậm chí cái micro vừa nãy là bỏ luôn, không dùng. Kết nối không dây luôn. Quá tiện so với cái cặp bài trùng này. Ngoài ra thì nó cũng kết nối với cái Pocket 3. Cũng chỉ một nút bấm mở máy là kết nối vào với nhau. Không cần dùng cái này các bạn ạ. Nếu dùng trong hệ sinh thái DJI thì không cần cái RX này, bỏ. Cái này chỉ quay các cái máy khác, máy hệ khác, quay điện thoại thì dùng thôi. Chứ còn cái này không dùng. Nếu mà quay bằng Pocket 3 hay là Action 4 thì không cần dây dợ gì hết. Đó là cái tuyệt vời. Phải nói là cực kỳ luôn. Đấy, và hộp thì rất xinh xắn, nhỏ nhắn. Khi không dùng thì cho vào đây. Cất rất là lịch sự, rất đẹp. Quá tiện dụng các bạn ạ. Quá tiện dụng luôn. Thiết bị thứ tư đó là cái Flycam DJI Mini 4 Pro. Các bạn xem trên YouTube nhiều rồi thì các bạn biết rồi. Cái này nó tuyệt vời. Thứ nhất là cái sensor của nó lớn, quay rất tốt. Và cái thứ hai là chống va chạm 360 độ, trước, sau, trên, dưới, đủ hết. Đặc biệt là cái active check của nó ấy, là có thể là có 3 chế độ. Muốn bay kiểu trước, sau hay là bên cạnh gì đấy là nó sẽ phục vụ các bạn theo ý định. Còn các cái chức năng bay thông minh khác thì nó cũng không, cũng như các cái thiết bị khác thôi, đủ thứ luôn. Đồ chơi bây giờ là gồm thứ nhất Flycam Mini 4 Pro. Thứ hai là bộ micro đấy, rất đẹp, xinh xắn. Và cái thứ ba là DJI Osmo Pocket 3. Và tôi nghĩ rằng cái này sẽ là máy quay chính của tôi. Đấy, đợt này sẽ là máy quay chính. 3 ngày vừa rồi đi Campuchia, toàn bộ là quên mất Action 4 mà quay toàn bộ bằng cái này thôi. Nó quá tiện đi, thao tác nhanh và rất tiện, nhỏ gọn, người ta không để ý. Rồi mình gắn cái micro không dây. Đây, cái micro không dây này này, gài vào trong áo các bạn ạ, gài vào bên trong áo luôn. Và có cục khít này vào, để cái này ra ngoài thôi, để vào trong người. Cái này ở ngoài cái áo không ai để ý gì cả. Rất đơn giản và người ta không để ý, không gây sự chú ý. Thì rất là tuyệt vời. Cái này sẽ là máy quay chính. Và cái cuối cùng là Action 4. Thì tất nhiên cái này vẫn cũng là quan trọng. Trước đây là chính nhưng bây giờ sẽ là thứ hai thôi. Tuy nhiên lại phải cần có nó. Ví dụ đi trên mô tô. Đấy, đi trên mô tô là phải có cái này. Cái thứ hai là hay cả trên xe hơi cũng phải dùng cái này. Cái Pocket 3 là để trên xe là không được nhé, nó rung. Đấy, để ngực thì được, hoặc để ba lô hay cái gì đó, chứ còn để xe là không được. Còn cái này thì là đi xe mô tô là phải có rồi. Tất cả những người làm mô tô vlog là phải có cái này. Hoặc là lúc để trên xe, gắn trên kính xe hơi, hay là các vị trí xung quanh xe hơi, các khóc quay thì phải dùng cái thằng Action 4 này. Đó là những lý do tại sao tôi lại chuyển sang hệ sinh thái DJI. Và tôi nghĩ là mình sẽ không hối tiếc khi chuyển toàn bộ các thiết bị làm video sang hệ sinh thái DJI. Các bạn có ý kiến gì, xin để dưới comment nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.